Ok, à xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VXY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba đúng không? Thì em sẽ quay trở lại em nói cái video ngắn ha, để chúng ta cùng nhau phân tích về một cái vận động trong phiên ngày hôm nay. Nó khá là hốc liệt ha và nó sẽ có những cái vấn đề như thế nào để em và anh chị mình cùng nhau đưa ra những cái hướng xử lý ở trong những phiên tới ha. Đó. Thì đầu tiên ấy, hôm nay là một phiên giao dịch phải nói là rất khốc liệt của thị trường chung luôn đó, đặc biệt là các yếu tố mà thị trường nó mở biên, nó giảm điểm rất là lớn và nhanh ở trong một cái giai đoạn 15 phút cuối phiên ấy đó. Thì hầu như là cái phần lớn những anh chị nhà đầu tư mình vẫn không có bán được những cái mã cổ phiếu ở trong một cái khoảng thời gian ở cuối phiên đấy. Thì đó là một cái tình trạng chung ở thời điểm hiện tại, và những anh chị nào mình vẫn đang còn nắm những mã cổ phiếu, em sẽ hướng dẫn những cái cách để cho mình xử lý cũng như là mình sẽ có những cái chiến lược cho nó phù hợp nhất ở thị trường ở trong một vài phiên tới ha. Đó. Và cái yếu tố mà thị trường nó không bán được và nó có những yếu tố mà nó dồn lại, nó bị bán tháo ở trong cái phiên ATC ấy, đặc biệt là giai đoạn 15 phút cuối phiên ấy, thì nó cũng là một những cái yếu tố nó xảy ra từ một cái lỗi của hệ thống mới đấy, một cái lỗi của hệ thống từ FPT à. Thì cái yếu tố thông tin này chúng ta cũng phải chờ một cái sự xác nhận những cái yếu tố mà họ xử lý từ sàn hâu sẽ như thế nào chị ha. Đấy, còn ngoài ra cũng có một lượng anh chị nhập tư mình trao đổi với nhau là gì, thị trường ngày hôm nay nó giảm điểm nặng, nó giảm điểm mạnh là cũng ảnh hưởng, là cũng do những cái lý do từ là một phần là yếu tố thông tin về dịch bệnh tại Hồ Chí Minh đó. Thì những yếu tố thông tin mà anh chị mình nghe được là bây giờ là rất nhiều, cho nên chúng ta cũng phải chờ một cái sự xác nhận nó chính thống từ những cái luồng thông tin cho nó tốt chị ha. Ấy chứ bây giờ cái tình hình dịch bệnh thì anh chị mình cũng biết, nếu như mà ai ở Sài Gòn ấy thì nó cũng tương đối là phức tạp ha, cho nên đặc biệt bây giờ anh chị mình cũng lưu ý là mình cũng giữ cái phần sức khỏe giúp em ha. Còn về cái hoạt động thị trường chung ấy thì anh chị mình cứ yên tâm, em sẽ luôn hỗ trợ anh chị mình trong các cái vận động mà đầu tư đúng không đó. Thì em biết cái lúc này khi mà anh chị mình đang xem một cái kênh video ngày nay của em á, thì cái tâm lý của mình đang rất là hoang mang và mình cũng đang rất là lo sợ về cái danh mục cổ phiếu anh chị mình cũng như là cái vận động thị trường chung đó. Thì đầu tiên ấy, mọi người cứ thả lỏng mà chứ ạ, đó mình cứ bình tĩnh chứ ạ. Đấy, tại vì sao phiên hôm nay á nó như thế nào, nó giảm điểm ra sao, thì nó cũng đã kết thúc rồi anh chị, nó cũng đã kết thúc một cái phiên giao dịch trong ATC lúc khoảng 2:45 ấy. Còn cái việc mình mua bán gì, mình xử lý như thế nào thì em sẽ hướng dẫn cho chị mình trong video ngày hôm nay, và đó là một cái câu chuyện ở trong ngày mai ấy. Cho nên tạm thời thời điểm hiện tại khi mà anh chị mình xem video á, mình cứ thả lỏng ra, mình cứ thoải mái trước cái đã đó. Còn khi mà anh chị bị tâm lý nó quá căng cứng đi thì những cái hành động, những cái yếu tố mà mình xử lý đôi khi nó sẽ rất là dễ xảy ra những cái việc mình sai lầm ha. Đấy, thì em ấy cũng đã trải qua bao nhiêu con sóng trên thị trường chứng khoán mà anh chị đó, thì cái việc mà thị trường nó giảm ấy hay là nó tăng ấy thì mình cũng có những cái cách để mà chúng ta xử lý cho nó phù hợp nhất đúng không đó. Không có một cái thị trường nào mà giảm mãi cả, cũng sẽ không có một thị trường nào mà tăng mãi cả đấy. Thì cái việc tăng giảm trên thị trường là hết sức bình thường, khi mà mình đúng ấy thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Còn ngược lại, khi mà những cái vận động thị trường nó giảm, những yếu tố mà mình phân tích nó không đúng như cái kỳ vọng của chúng ta, thì mình sẽ có những cách xử lý như thế nào. Thì em đã cũng đồng hành cùng anh chị nhà đầu tư mình trên một cái hệ thống kênh YouTube, thì đến thời điểm hiện tại cũng đã đâu đấy hơn 1 năm trời đó. Thì cái việc mà thị trường tăng giảm thì em cũng luôn hỗ trợ và đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cho nhà đầu tư mình, không phải là thị trường nó tăng thì em lên em phân tích, em lên em nói mã này mã kia, còn ngược lại thị trường nó giảm ấy thì em lại không làm video, thì nó là không phải chị. Cái cốt lõi đây á là chúng ta đồng hành cùng nhau, tại vì sao, khi mà thị trường nó giảm điểm thì nó sẽ có những yếu tố mà nó điều chỉnh về những cái vùng mức giá chiết khấu nó hợp lý, thì tại đó tìm ra những điểm cân bằng thì sẽ có những con sóng mới, hay nói đúng hơn gì, thị trường sẽ làm là một cái chặng mới, thì trong một cái chặng mới đó chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và kiếm lại đấy. Cho nên việc tăng giảm thị trường là hết sức bình thường anh chị ha. Đó, và tại thời điểm hiện tại hôm nay là một cái phiên mà thị trường chung nó mở một cái biên độ giảm đâu đấy khoảng 56 điểm, thì đây là một tín hiệu phải nói là tương đối tiêu cực từ thị trường anh chị ha. Đấy, thì bây giờ thị trường nó giảm một phiên 5-6 điểm mà không thể nào chúng ta nhìn chúng ta nói tích cực được, nhưng mà chúng ta phải bóc tách cho nó kỹ từng cái vấn đề bên trong của cổ phiếu cũng như bên trong của thị trường chung nó như thế nào vậy ha. Thì xét về một cái biên độ về giá thì hôm nay là một cái phiên giao dịch về uptrend 3 đó, xét về góc độ về giá ha. Nhưng ở một góc độ tích cực hơn là yếu tố về khối lượng, thì anh chị mình thấy là khối lượng ngày hôm nay á nó cũng chỉ nằm ở những cái mức trung bình so với những phiên trước, hay nói đúng hơn là so với phiên ngày hôm qua, hoặc là so với cái giai đoạn trước đó thì nó cũng chỉ là ở những mức trung bình ấy. Cho nên ấy, chúng ta cũng phải bình tĩnh và mình xử lý khi mà cái giai đoạn vừa rồi các yếu tố hưng phấn từ thị trường là không cao,
cho nên em sẽ kỳ vọng thị trường nó sẽ giảm về một cái vùng giá chiết khấu hợp lý để chúng ta đánh một cái chặng mới đó. Thì nhìn chung thị trường nó cũng đã lên những vùng như vậy 1400 mấy à, thì cũng đã cao rồi đúng không? Cái con sóng thị trường nó chạy thì cũng đã có những cái quá trình mà tìm kiếm lại cũng rất là tốt đó. Đối với em á, cái việc mà mình mắc lãi lại trong phiên ngày hôm nay là có anh chị, em chắc chắn một điều là hầu như phần lớn chị mình chưa bán được, thì đối với em cũng như là hệ thống tiền bên em mình cũng thế. Nhưng quan trọng là cái danh cổ phiếu mình, những điểm mua của mình nó đủ cái sự an toàn để có thể anh chị mình sẽ cầm nắm và chờ nhịp hồi trở lại thì chị bán ra và cơ cấu ra đó. Và cái cách cơ cấu và như thế nào, và đặc biệt yếu tố là anh chị sẽ quan tâm là ở gì, là ở trong phiên giao dịch ngày mai liệu thị trường có còn giảm điểm nữa hay không, hay là thị trường nó sẽ có một nhịp đạp nữa hay không, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi bóc tách thôi chị ha. Đấy, thì chị mình lưu ý này, với một cái áp lực bị bán rất mạnh ở trong cái phiên cuối phiên chiều hôm nay ấy, thì thường ở ngày mai thị trường nó sẽ tiếp tục nó diễn biến và nó nói tiếp những áp lực bán, thì nó sẽ diễn biến trong cái phiên giao dịch đầu phiên sáng trong phiên ATO. Thì chị mình hãy lưu ý giúp em, thường ngày mai nó sẽ có những tín hiệu mà mở gấp đau, thì mình sẽ lưu ý là mình không bán ra cổ phiếu khi thị trường nó mở gấp đau và có sự hoạn loạn ở trong phiên sáng ngày mai ha. Đó, và muốn bán gì thì hãy chờ một nhịp hồi phục trở lại sau cái giai đoạn mà hoạn loạn phiên sáng ấy. Thì muốn bán gì thì cứ chờ một nhịp hồi phục trở lại, thì muốn bán gì thì bán chị ha. Đó là những cái nhịp mà chúng ta sẽ cơ cấu khi thị trường hồi phục, chứ mình lưu ý không bán ra khi hoạn loạn. Hãy lưu ý rất kỹ ở trong phiên vận động ngày mai ha. Đó, thì ngày mai chị mình nào còn nắm hàng nắm cổ phiếu ấy, thì mình sẽ chịu khó mình chịu một chút nhiệt nữa đó. Thì đó là những cái vận động trên thị trường nó tương tự là như thế anh chị. Và có một yếu tố đặc biệt là gì, khi mà những anh chị mình đang nắm nhiều mà cổ phiếu mà ngay đỉnh á, thì thường sẽ không chết anh chị đó. Bởi vì thị trường nó sẽ có một nhịp hồi phục trở lại, thì ai muốn cơ cấu, ai muốn bán gì thì cầm mà bán ra. Còn những anh chị nào mua ngay trong những cái nhịp mà nó hồi phục trở lại á, thì đó mới là những cái vận động mà anh chị mình thua lỗ nặng nhất á. Đấy, cho nên trên thị trường chứng khoán, thị trường nó tăng hay là nó giảm ấy, mình cũng vẫn có những cái cách để mình xử lý. Cái quan trọng là khi mà cái tâm lý chị mình chưa đủ kiến thức ấy, mình sẽ rất là dễ bị dao động. Còn những chị nào mình cơ cấu trong phiên ngày nay rồi ấy, mình nhanh tay bán ra thì là tốt anh chị. Tại vì cuối phiên chiều thì khi mà thị trường có những sự biến động lớn thì chúng ta phải nhanh tay chúng ta hạ ra rồi. Thì chị nào hạ ra được thì tốt. Đấy, còn hàng thì cứ tận dụng những nhịp hồi phục thì hẳn cơ cấu ha. Thì em sẽ lấy một vài ví dụ để đưa ra những cái góc độ về phân tích cho chị mình biết ha. Thì đây là một phiên anh chị, đây là một cái phiên update của thị trường này. Nhưng mà anh chị thấy là phiên này khối lượng nó đột biến, khối lượng nó bùng nổ lớn hơn rất nhiều so với phiên ngày hôm nay. Thì nhìn chung hôm nay là phiên nó tích cực hơn so với những phiên update trước đó của thị trường ha. Thì giấy xong một phiên mà thị trường nó mở biên độ giảm nó rơi nè đó, và phiên sáng ngày mai á, thường sáng nó sẽ có những cái nhịp mà nó đạp tiếp. Đấy, nó đạp để những yếu tố mà chị hoảng loạn bán ra thêm, và sau đó có một nhịp hồi phục trở lại. Thì cái nhịp hồi phục này là cái lúc mà chị cơ cấu mình hạ ra này, thì những ai mua ngay đỉnh ấy sẽ không chết đâu chị, tận dụng nhịp hồi phục này hạ ra. Còn ai mua sâu đỉnh á, cái quá trình mà test lại đấy trước á mà nó khủng á, thì anh chị sẽ lỗ cực kỳ nặng ha. Đấy, cho nên mình hãy lưu ý cho nó kỹ một chút đó. Các cái dữ liệu quá khứ thì trong cái quá trình mà đầu tư ấy, thì nếu như anh chị đã trải nghiệm qua rồi thì mình sẽ biết ha. Đó, thì đây cũng là một cái phiên anh chị, một phiên update nè, biên độ này giảm bao nhiêu, đâu đấy khoảng 3.63% ha. Khối lượng nè, khối lượng cực đại luôn, khối lượng lớn hơn rất nhiều so với phiên ngày hôm nay. Cho nên ở góc độ nào đó thì nói hôm nay ấy, về khối lượng nó cũng tích cực hơn rất là nhiều. Cho nên mình cứ hãy bình tĩnh mà xử lý, tránh cái trạng thái hoảng loạn vậy ha. Đó, thì hôm sau anh chị thấy không, tín hiệu mở gấp đau nè, thì sáng nào mà gấp đau khá là lớn thì mình cũng lưu ý đừng có bán ra, chờ cái nhịp nó hồi lại, ai muốn bán gì thì bán đúng không. Đó, cho nên chúng ta phải chờ. Còn để mà muốn mở mua mới lại và muốn tham gia lại thị trường á, thì sau những cái giai đoạn mà thị trường nó mở biên nó giảm, anh chị phải chờ khi nào thị trường nó cân bằng lại á, thì mình sẽ đánh. Có thể là một nhịp điều chỉnh của thị trường ở 5 phiên 7 phiên, 1 tuần 2 tuần, hay có thể là 1 tháng, thì cũng là bình thường anh chị ha. Thì đây là cái quá trình thị trường ở đâu chen trong lúc 1 tháng trời này, sau đó bước vào chặng mới anh chị thấy không. Một cánh cửa này đóng lại thì sẽ mở một cánh cửa khác ra, và những yếu tố thị trường giảm điểm về là những vùng chiết khấu nó hợp lý, về những vùng trạng thái nó cân bằng, hay nói đúng hơn những nhịp điều chỉnh, thì nó sẽ luôn xuất hiện những cái cơ hội cũng như là những mặt cổ phiếu mạnh, những sóng dòng để cho chị mình tham gia ở nhịp sau ha. Cho nên đôi khi chúng ta cũng không phải quá lo lắng về các vận động thị trường, mà mình hãy tìm những cách xử lý cho nó phù hợp nhất. Đấy, và chị mình hãy cực kỳ lưu ý trong phiên ngày mai ha, thì đã hướng dẫn khá kỹ để cho chị mình có những cái chiến lược mình xử lý cho nó phù hợp nhất ha. Đó, và cái quan trọng là gì chị, quan trọng là nhà đầu tư mình những nhịp hồi phục lên á, mình phải cơ cấu ra những cái lượng hàng để mình cầm lại một cái lượng vốn đó, để mình chờ đợi những nhịp sâu khi mà thị trường nó về là những vùng cân bằng đi. Đấy, thì gì đó mình cầm một cái lượng vốn, mình sẽ rất chủ động trong việc mà mình đi chợ, mình muốn mua cổ phiếu nào thì mình mua, tìm một nhưng mà cổ phiếu mạnh để mình mua trước.
đấy, thì khi đó mình cũng sẽ rất thoải mái, mình tránh những trạng thái mà mình bị kẹp hàng. Tại vì khi mà anh chị mình kẹp hàng á, trong lúc em ví dụ trong lúc mà nhà đầu tư họ chờ họ mua nhưng mà cổ phiếu mới để họ đánh một nhịp lãi, thì anh chị mình bị kẹp hàng, mình phải chờ cổ phiếu đó hồi về giá vốn đó, thì khi đó mình sẽ rất bị động. Cho nên chị mình lưu ý, còn vốn còn tiền là còn tất cả đó. Và anh chị mình nhìn cho một cái xu thế về dài và xa ấy, anh nhìn thấy này, trong một cái con sóng vừa rồi, những anh chị nào trong hệ không có thằng tiếp bên em, mình đi với em từ giai đoạn đầu sóng, hay nói đúng hơn giai đoạn giữa đi đó, hoặc là những anh chị nào trên này có thằng thằng YouTube ấy, trên kênh YouTube này anh chị mình cũng đã đồng hành cùng em á, thì chị mình còn nhớ là gì, trong một con sóng này mình đã đánh rất là tốt. À, có những tài khoản, có những khách hàng, ví dụ mình có 1 tỷ đi, mình đánh lên được 2 tỷ, thì trong những cái phiên mà nó rung lắc, nó giảm điểm như thế này là những cái phần mà chúng ta phải chấp nhận thua lỗ, nhưng tô tổ lại trong một con sóng mình vẫn lại, thì đó là thành công anh chị, đó là thành công. Còn anh chị mình quá cố chấp trong một cái nhịp mà dù nó dùng nó mở biên nó giảm đi, và anh chị mình cứ cầm đi kẹp hàng đi, thì đôi khi tất cả những thành quả trước đó anh chị mình sẽ bị xóa tan trong 1 đến 2 phiên đó. Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý ha, tại vì khi mà mình cầm là những lượng vốn á, thị trường nó ổn định, nó cân bằng lại thì mình sẽ lao vào đánh tiếp. Đấy, anh chị em đừng có sợ thị trường, đúng không? Đối với chúng ta ấy, quan trọng nhất là mình phải có kiến thức. Tại vì khi mà mình có kiến thức, thị trường nó quay trở lại những nhịp cân bằng và đi lên tiếp ấy, một con sóng mới ấy, thì mình lại tiếp tục mình vào tham gia. Đó. Đơn giản là như thế anh chị. Đấy, còn cái việc mà những cái biên độ nó mở biên nó giảm á, thì mình phải ưu tiên mình hạ trước cái đã. Cứ hạ ra trước cái đã, thị trường ổn định lại, cân bằng lại thì đánh sâu ha. Đó. Và tô tổ lại trong một con sóng vừa rồi, anh chị mình lãi được là thành công. Đó. Đơn giản thôi. Còn những chị nào mình tham gia những cái đoạn sâu cùng ấy, thì em nói rất rõ đúng không, những cái đoạn sâu của thị trường ấy là những cái lúc mà mình chỉ nên đánh ngắn hạn thôi chị. Hàng mua về không ổn là phải cắt, hàng mua về không ổn lỗ vi phạm điểm bán là phải cắt. Còn những cái điểm mà chị mua nắm giữ nó không còn anh chị ha, và thị trường cũng đã lên cao thì gió sẽ lớn, thì cái rủi ro nó cũng tương tự thôi, nó cũng sẽ cao hơn. Với những cái điểm mua phía sau ấy, thì đôi khi chị phải chấp nhận những cái yếu tố về rủi ro nó nhất định đó. Em cũng đã phân tích khá nhiều trong những kênh YouTube đúng không, và những cái điểm mua mà chúng ta cùng nhau tham gia là gì, những điểm mua thứ nhất là có nền an toàn, mặc dù hôm nay trường nó có giảm đi nhưng mà cổ phiếu có sàn, thì cùng lắm anh chị mắc là một phần lãi, hoặc đâu đó thì mình lỗ lãi 1-2% là cùng, nó sẽ đỡ hơn so với những tình trạng của những nhà đầu tư khác họ lao và họ mua đuổi, họ không biết những điểm mua, họ mua vào ngày hôm nay những yếu tố thị trường chỉnh, thì đó mới là cái lúc mà chúng ta phải kiểm chứng là cái hệ thống có thằng đầu tư, cũng như đó là lúc chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái lượng kiến thức của chúng ta đã đủ tham gia trên thị trường hay chưa, đúng không? Đó. Và anh chị thấy sự quan trọng của những cái lúc mà chúng ta tham gia cổ phiếu đúng điểm mua, thì bây giờ là những nhịp kiểm chứng đó chị, mua tại nền nó sẽ rất an toàn cho anh chị mình, thị trường gãy, thị trường giảm, thị trường chỉnh gì đó thì mình vẫn ổn định hơn khá nhiều so với một lượng nhà đầu tư khác ha. Đấy, cho nên chị cũng hãy lưu ý. Và có một cái câu nói em nói mãi với chị mình đúng không, đó, mua ngay đỉnh sẽ không bao giờ chết ha. Đấy, thì cứ chờ, anh chị sẽ chờ những nhịp hồi phục để mình cơ cấu ra ha, và mình cũng đừng có quá hoảng loạn ở thị trường, lúc nào cũng thế. Thị trường hưng phấn thì mình cứ phải bình tĩnh chứ ạ, thị trường nó hoảng loạn thì mình cứ phải bình tĩnh cái đã. Tại vì bây giờ thị trường nó hoảng loạn, anh chị mình lo sợ, mình hoảng loạn theo thì mình sẽ rất dễ mình bán tháo, thì như thế lại không hay. Cứ từ từ, cứ hãy bình tĩnh. Và những yếu tố phiên sáng ngày mai anh chị mình cũng chú ý lại, là mình cũng hạn chế mình bán tháo trong giai đoạn phiên sáng ha, chờ những nhịp nó rung nó rủ nó đạp xong ấy thì nó sẽ hồi trở lại. Đó là những nhịp mà hồi phục kỹ thuật thì anh chị cũng tận dụng, ai muốn bán gì thì bán, muốn hạ gì thì hạ. Còn bây giờ em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi phân tích qua cái phần cổ phiếu, xem nó có những yếu tố như thế nào ha. Đấy, thì cũng có nhiều mà cổ phiếu nó đang khá là mạnh, nó có yếu tố dòng tiền đã bệnh rồi, nhưng thị trường chung giảm thì nó cũng bị những cái hiệu ứng nó giảm theo. Và anh chị biết ấy, 80% các cổ phiếu trên thị trường nó sẽ vận động theo cái vận động của thị trường chung. Thì đầu tiên ACB anh chị, đó, anh chị thấy ACB trong phiên nó neo rất là tốt, hôm qua là phiên bùng nổ lượng vào khá là đạt đúng không, thì hôm nay anh chị thấy cái áp lực mà nó bán ngược trở lại nó bị hưởng ứng ngay về trường chung là phần lớn đó anh chị, chứ không phải là cổ phiếu này nó bị đạp hay là cổ phiếu này bị phân phối á. Cho nên khi mà chúng ta nhìn cổ phiếu á, anh chị phải nhìn ở một góc độ mà nó khách quan nhất đúng không. Đó, đối với anh chị nào mình đang còn cầm nắm ACB á, nhưng mà cổ phiếu mà em hướng dẫn chị mua ở đâu, thứ nhất này mua tại nền đúng không, một phiên em qua cũng không phải là điểm em gia tăng ấy, hôm qua ấy nhiều khách hàng hỏi em mà có gia tăng hay không thì em cũng không cho khách hàng mình gia tăng đấy. Thì đó, bây giờ những trường hợp nó đè nó giảm lại thì mình sẽ mất một cái phiên lãi ngày hôm qua đó, nhưng mà tài khoản của mình vẫn duy trì ở một trạng thái là gì, ổn định đúng không, đối với anh chị nào nắm ACB đó. Cho nên chị thấy được cái sự quan trọng của những điểm mua tại nền đấy. Nhớ anh chị nào á, mình nắm cổ phiếu này á, mình có thể mình hạ trước một nửa cái đã, mình cứ hạ trước một nửa, tại vì thị trường chung nó chưa ổn định anh chị đó, thì mình cứ hạ ra trước một nửa đấy, thị trường chung nó cân bằng nó ổn định lại thì mình sẽ vào lại sau ha, mình hãy lưu ý đó. Còn nhìn chung mà những cổ phiếu này nó vẫn ổn hơn khá là nhiều so với những con khác đúng không. BID nè, BID thì nó hơi đen anh chị ha, trong phiên ngày hôm nay chị thấy những yếu tố mà nó kéo lên nó là mạnh ấy, nhưng mà nó cũng gặp lại kháng cự này, thì hôm nay nó cũng bị bán, nó bị dội ngược trở lại thôi đó. Thì khối lượng lớn là vì sao, là vì sáng nay có yếu tố dòng tiền họ vào đánh anh chị đấy,
cái lượng lớn là do cái phiên bùng nổ của phiên sáng sớm này, thì chiều nó bị bán ngược trở lại thôi. Thì con này cũng là một mã cổ phiếu nó bị hiệu ứng của cái vận động thị trường chung á. Nhưng mà nhìn chung ấy, nó cũng đang về hỗ trợ dưới này, như thế không, những vùng hỗ trợ đấy dưới này đó, thì chị cũng lưu ý thôi, mình cũng cứ cầm lại. Tại vì sao, ngày mai ấy, thì mình cũng hạn chế, mình có những yếu tố mình bán tháo ra ha, thì cứ chờ những nhịp hồi phục á, thì chị mình cứ canh, mình tận dụng, mình hạ ra trước một phần cái đã ha. Cơ cấu như thế nào, bán như thế nào thì hãy chờ nhịp hồi phục mạng bán ha đó. Vì thị trường nó không bao giờ nó giết anh chị mình đâu đấy, nhưng lưu ý nha, không có một cái thị trường nào mà nó giảm hình chữ V đứng đâu, không một giảm mình đỉnh đứng đâu đó, cũng không có một thị trường nào mà tăng thẳng đứng như thế này cả đó. Nó sẽ có những nhịp gì, giảm giảm nè, tăng nè đấy, sau đó mới giảm đó, nó như thế anh chị ha. Tiếp theo là CTG, thì CTG là một trong những một cổ phiếu mà em đã phân tích cho chị vài phiên đây khá nhiều đúng không đó. Thì em nói gì mình đó, nhưng mà này cứ canh hạ ra chút một nữa, thế giờ nó cũng những nhịp mà nó bị bán tháo như ngày hôm nay anh chị hạ luôn, khối lượng ngày nay là tương đối lớn anh chị ha đấy. Và những mặt cổ phiếu này á, khối lượng những phiên trước nó đã lớn anh chị đó, thì thị trường chung nó chỉnh, nó đạp, nó giảm, thì cũng sẽ có những một cổ phiếu nó cũng sẽ hết những cái chu kỳ của nó, và nó phải cần một nhịp chiết khấu và một cái vùng giá đủ tốt đủ lớn để nó tái chu kỳ mới ha đấy. Và chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội cổ phiếu này sau, còn tạm thời như ngày hôm nay là xấu đối với những cổ phiếu CTG đúng không đó. Lý do như thế nào em cũng đã nói chị mình rồi đấy. HD Bank này, HD Bank thì con này nó lăn ra sàn đầu tiên anh chị đó, thì những cái phiên mà nó tăng điểm ấy, với một yếu tố gì mà khối lượng nó không có đạt thì hôm nay nó cũng bị đạp về qua những vùng hỗ trợ luôn, những vùng dưới ha. Thì nhìn chung con này nó ổn hơn so với CTG, nhưng mà anh chị muốn bán ấy, thì cũng chờ nhịp hồi phục mà bán ra ha đấy, mà mình phải chịu một cái nhiệt ở trong phiên sáng ngày mai. Còn với thị trường chung thì khi mà thị trường nó giảm anh chị thì nó sẽ không có những điểm hỗ trợ gì cả ha. Đó, những điểm hỗ trợ là những vùng dưới thôi đấy, và xa hơn là đâu, xa hơn là tại đây mới là những điểm hỗ trợ khá là ổn của thị trường này anh chị đấy. Nên chúng ta cứ chờ đợi ngày mai có thể nó đạp một cái nhịp mà quanh những vùng hỗ trợ dưới nó bật lên, cho nên chị cũng tận dụng những nhịp mà nó chờ chờ đợi và quan sát kỹ ở trong phiên sáng ngày mai nha. Đó, LBB đúng không, nhưng mà cổ phiếu em nói với chị mình rồi, trước đó đã có một cái quá trình chỉnh rút, thì khi mà dòng ngân hàng nó tăng ấy, những con này nó sẽ không có một dư địa lớn để đi lên đâu đó. Còn ngược lại mà thị trường nó có giảm đi hay là thị trường nó bị đạp đi, thì những con này nó cũng sẽ lăn ra sàn đầu tiên ha đấy, tại vì nó cũng đã khá là yếu anh chị, và nó đã có dòng tiền của tổ chức vào phân phối rồi đó. Hay là MBB đúng không, MBB những cái nhịp mà nó tăng lên đấy, và cái vùng tích lũy lại khối lượng này nó không được kẹt cái gì, thì cái yếu tố là tham gia nó cũng rất là khó và rủi ro ấy. Thì nhưng mà này em cũng nói dùm rồi, mình cũng sẽ đưa một cái mức chặn lại đúng không, ví dụ à dùm chặn lại ở 43, khi mà cổ phiếu nó giảm về 43 ấy, thì mình cũng chốt, mình tránh những trường hợp mà mình mất đi những phần lãi gì ha đấy. Còn bây giờ anh chị phải chờ thôi, anh chị mình lưu ý nha, lưu ý ai muốn bắt đáy thì cũng đừng có vội bắt trong những nhịp hiện tại ha, lưu ý ha, muốn bắt đáy thì phải chờ chờ những nhịp phía sau ấy đó, những nhịp sau quá trình hồi phục thị trường à, nếu như mà nó muốn đạp thì nó đạp cái nhịp mạnh hơn ở giai đoạn phía sau ấy, thì lúc đó cái sự ngoãn lại nó lớn hơn đó, thì lúc đấy mới là cái lúc mà chúng ta tham gia sâu, cho nên chị cũng phải chờ đợi đấy. Cơ hội nó luôn luôn tồn tại trên thị trường thôi, nhưng hiện tại khi thị trường đã mở biên giảm ngày hôm nay thì đâu đó là xuất hiện yếu tố rủi ro khá là lớn ha đó. Nhưng mà chúng ta không phải nhìn bóc tách kỹ và cổ phiếu SHB, cổ phiếu này nó mang yếu tố về tạo lập rồi anh chị, họ kiểm soát hết những lượng cung cầu rồi, thì khi thị trường chung nó cũng chưa ổn định à, thì nhưng mà cổ phiếu này anh chị là mình cũng canh mình hạ chút một phần ha đó. Nói chung nhịp này anh chị mình sẽ tận dụng, mình cơ cấu ra trước cái đã anh chị, thị trường ổn định thì mình đánh sau đúng không đó. Em nói với chị mình á, khi thị trường blockchain á thì 80% các mã cổ phiếu chị mình tham gia đều lại cả đó. Còn ngược lại khi thị trường chung nó có những tín hiệu mà nó mở biên nó giảm đi, quá trình phía sau nó có những yếu tố mà nó chiết khấu lớn đi, thì chị giờ anh chị mình mua mã nào mình cũng rất là khó khăn trong việc mình kiếm lợi nhuận đó. Khi mà chúng ta mua chúng ta phải biết là cái xác suất chúng ta chiến thắng là cao thì mình mới tham gia. Còn cái việc mà bây giờ anh chị mình chịu cố chịu đấm ăn xôi ấy, không phải là lúc mình chịu đấm ăn xôi đâu ha đấy, mua gì mình cũng đã tham gia dịp trước rồi gì đó, nên chị gọi hãy lưu ý có những tài khoản cái thằng bên em đi, cái thằng vừa rồi 1 tỷ mình đánh lên 2 tỷ thì hôm nay mình mất lại 200-300 triệu là cũng bình thường anh chị đó. Anh chị mình đừng có nhìn vào cái điểm số và cái số lượng tiền mà lớn nhất, anh chị mình thấy à đó không phải là tiền của mình đâu, đó cũng chỉ là những cái con số mà nó hiển thị nó nhảy nhảy trên thị trường thôi ha ấy. Khi nào mà tiền anh chị mình chốt lại mình bỏ túi ấy, nó thật sự là cái phần lợi nhuận mà anh chị mình hạ ra đấy. Cho nên khi mà chúng ta lãi chúng ta mất là 1 phần là bình thường đúng không đó, chị mình ăn 10 phần mất là 3 phần vẫn còn ăn là 7 phần đấy. Thị trường chứng khoán mà chị ha đấy, cho nên lúc nào chúng ta cũng hiểu là thị trường chứng khoán không bao giờ là dễ dàng đó. Thật sự nói là thị trường tài chính ấy, để mà nói mà yếu tố khi mà đầu tư vào thị trường tài chính mà nó dễ dàng thì là không có gì, thị trường tài chính là một cái kênh đầu tư rất khốc liệt đó, chỉ thật sự nó mang về được những biên độ lợi nhuận với những ai mà mình có kiến thức thôi, hoặc là mình có cái nền tảng hỗ trợ nó đủ tốt ha. STB này, hôm nay cổ phiếu này cũng tăng gặp kháng cự đúng không, thì hôm trước ông đã phân tích với chị mình rồi, những cái vùng mà cổ phiếu nó gặp kháng cự thì anh chị muốn hạ cứ canh hạ trước một nửa đúng không hả, những cái điểm hôm nay nó cũng giảm về lại thôi, thì cổ phiếu này cái vùng hỗ trợ phía dưới thì tương đối cứng ấy, nhưng mà thị trường nó xấu thì những cổ phiếu này nó cũng phải sẽ bị giảm theo thôi. Nhưng ở góc độ nào đó
thì cái vùng khối lượng hôm nay nó bị đạp thì em thấy là nó cũng chỉ bị hưởng ứng so với cái mặt bằng của thị trường chung anh chị ha. Đấy, Techcombank nè, Techcombank nó sẽ tương tự với ACB đúng không? Hôm qua là phiên bùng nổ khối lượng bao nhiêu chị, khối lượng đấy khoảng 4-7 triệu cổ phiếu. À, hôm nay nó giảm lại, mặc dù nó đi giá sàn ấy, nhưng mà nó chỉ có 2-3 triệu cổ phiếu thôi. Thì nó đến từ gì? Nó đến từ yếu tố mà anh chị mình vét hàng rồi bán là nhiều, cũng như là yếu tố mà mình giảm đạp để cho mình chạy ở trong phiên ATC ấy. Mà hệ thống nó còn bị lỗi nữa thì nó sẽ không có một cái lực cầu nó vào đó lớn, thì anh chị sẽ rất là dễ lăn vào những vùng giá nó sàn ấy. Nhưng mà bản chất cổ phiếu này là không xấu anh chị ha, đó mình phải nhìn cổ phiếu ở một cái góc độ nó tích cực hơn đúng không? Tại vì những vùng này, những vùng tích lũy nè, một phiên bùng nổ lượng đi vào nè đấy, thì em nói với chị mình là hiện tại những cái tổ chức của những cái big boy của những cổ phiếu Techcombank ấy, họ cũng chưa có thoát được đó anh chị đó. Cho nên đây là một cổ phiếu mà anh chị có thể mình kỳ vọng được, mình kỳ vọng được đúng không? Thứ nhất điểm mua đâu, điểm mua chuẩn này, gia tăng phiên này đúng không, thì hôm nay nó giảm về một cây sàn thì coi như nó trả lại cái phần lãi ngày qua thôi đấy. Nhưng mà anh chị mình đang tham gia từ vùng dưới lên đến hiện tại vẫn lại ở đây bằng 2-3% đúng không? Đó, đó là những cái cách và những cái điểm mua. Anh chị thấy điểm mua nó cực kỳ quan trọng không đấy? Còn gì mà mua đuổi thôi, về phải tuân thủ thôi, có 4% thì cắt một nửa, 8% thì cắt hết ha. Tiền phong banh nè, cổ phiếu này cũng tăng gặp kháng cự thì nó cũng có những tín hiệu nó phản ứng ngược trở lại đúng không? Đó, nhưng mà cổ phiếu này cũng đang về có những điểm hỗ trợ tại nền ha. Cho nên cơ hội phía sau khi thị trường điều chỉnh, anh chị sẽ quan sát cổ phiếu nào mà nó ít gặp những áp lực điều chỉnh ở thị trường chung ấy, hay nói đúng hơn là nó chưa có những quá trình mà chỉnh rút để tổ chức họ phân phối ấy, thì nó lại là những cái cơ hội sắp tới cho chúng ta ha. Đấy, cho nên cứ hãy bình tĩnh mà xử lý. Vietcombank này đó, những cổ phiếu này nó cũng không còn điểm mua ha. Đấy, nhìn thấy không, những vùng như thế này anh chị cố chấp lâu mua đuổi thì thôi, về lỗ thì anh cũng hạ ra, hạ cứ chờ thị trường nó hồi hồi lại hạ ha, tránh cái trạng thái mà bán tháo đó. Thì đó là dòng ngân hàng thôi, thì anh chị thấy thị trường nó giảm mà thì hầu như bây giờ đi phân tích thì cổ phiếu nào nó cũng rơi những trường hợp mà nó giảm theo đúng không? Đặc biệt là những mà cổ phiếu mà nó có những tình trạng mà nó bị áp lực bán trong phiên cuối giai đoạn ATC ấy, thì nó không có một cái lực cầu nó vào đó đứng, tại vì cái sàn nó cũng bị lơ bị lắc ấy, thì nó rất là dễ nó rơi vào những vùng giá sàn ha. Thì chúng ta sẽ phân tích tiếp theo về cái dòng cổ phiếu VN30 ha. Đó, nhìn thấy nè, những con cổ phiếu kênh dưới á, thị trường tăng á thì nó không có tăng đâu anh chị, nhưng mà trường giảm á là nó bị bán sàn đầu tiên nè, giảm điểm rất là lớn, khối lượng lớn á, nhìn thấy không? Đây là những yếu tố rủi ro hơn rất nhiều so với sự khác biệt với Techcombank hay là với ACB đúng không? Đấy, cho nên chúng ta phải nhìn nhận ở góc độ khối lượng đó. Thì những con này tổ chức họ sẵn sàng họ đạp tiếp thôi anh chị. Đấy, cho nên em nói với chị mình muốn tham gia những cổ phiếu như BVH á, thì phải chờ những hồi phục căng bằng lại, tích lũy lại, cạn cung cũng đánh được. Còn bây giờ cái biên độ động nó khá là lớn. Đấy, thì chỉ cần thị trường nó nhạy cảm thôi, những con này bị bán đầu tiên. Hay CTG đúng không? Đó, cũng nói chìm rất kỹ về CTG. FPT nè, FPT ở đâu đó nhìn thấy cái biên độ giảm ấy, khi nhà tạo lập họ đến từ những hiệu ứng thôi, chứ khối lượng hôm nay bình thường. Đó, mình phải xét kỹ góc độ về khối lượng ha. Đấy, con gáp nè, con gáp nhà này cái biên độ một cây khá là dài đúng không? Đó, nhưng cổ phiếu này là con trụ mà, khi nhà tạo lập họ đạp thị trường chung thì nó phải thường sử dụng những cái dòng cổ phiếu trụ, nhưng mà trụ là những cổ phiếu lớn để nó đạp cái điểm số đi khá là xa trong phiên ngày hôm nay ha. Và cái biên độ mà nó giảm điểm phiên chiều cực kỳ nhanh, hầu như là chị sẽ trở tay không kịp. Chỉ có những tài khoản nào mà lại có khách hàng em hỗ trợ thì mới xử lý nó nhanh, nó kịp thời thôi, còn hầu như phần lớn thì mình sẽ chưa bán ra được, và chị cũng đang còn bị kẹp là những lượng cổ phiếu ha. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải có những cách xử lý cho nó phù hợp hơn đúng không? Đấy, chứ bây giờ mà anh chị mình nói à thôi ngày mai vét hàng ra bán tháo thì em cho là không nên. Đấy, HBG cũng vậy anh chị, HBG anh chị thấy không, một cái phiên này giảm điểm mà khối lượng nó lớn ấy, à thì một tín hiệu đấy nó sẽ xấu hơn so với những một cổ phiếu khác ha. Đấy, đó là cổ phiếu nhà HBG, những cổ phiếu này chị sẽ tận dụng mình hồi nã ra nha. Hàng Điền Hao này thì con này nó cũng về là những vùng hỗ trợ đấy trước thôi, hôm nay mà nó giảm có một gần 2% ấy thì nó ổn anh chị, nó ổn hơn là nhiều ha, nhưng mà cũng phải tận dụng mình chị mình cai xem những vận động phía sau. Nếu như mà những con này mà sau quá trình thị trường nó rung lắc đi, thị trường cân bằng lại được mà nó hồi phục nó cân bằng ấy, thì những con này là cổ phiếu hàng đầu lần tới anh chị đó, cho nên chúng ta phải chờ đợi thôi, cơ hội nó luôn luôn rất nhiều. MXN đúng không đó, hôm trước em cho hệ thống thằng em mình cũng canh những điểm mà gặp kháng cự mình cũng hạ ra ha. Đấy, thì trường chung xấu bây giờ cũng quay về giảm thôi, mình cũng sẽ chờ đợi, nhưng mà cổ phiếu này sâu còn điểm mua chắc chắn bây giờ nó không có đâu. MWG này hồi sáng ấy, thì cũng có một vài khách hàng mà nói em là à, con này chốt lãi cho em, thì em cũng báo chị mình ai mà có hàng MWG thì sáng nay cũng canh chốt lên chị, thậm chí là trên kênh YouTube ngày hôm qua cũng nói chị mình rồi, hôm qua thì nó mở cái gáp này, hôm nay sáng mà mở thêm cái gáp nữa là phải bắt buộc chị mình chốt ngắn ra trước, chí ít là chị mình chốt đến 50% thì cũng được, chiều thì nó rung lắc thì cũng chốt hết đó. Đây là những cái điểm mà chị bán đúng không? Đấy, một phiên mà nó chị thấy biên độ đi không, bao nhiêu giá chị, 15 giá khá là kinh đấy, không phải đùa đâu đó. Chị nó mua đủ phiên sáng giá 170 đi, chiều nay về 115 mắc 15 giá cực kỳ kinh khủng. Đấy, nhưng mà Novaland nó vẫn được neo lại anh chị ha, con này hơi bột cung. BLX này biên độ giảm cực kỳ sâu, những con dầu khí thì anh chị biết rồi, dòng dầu khí nó đang khá là yếu đúng không? Đó, một chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách qua dòng dầu khí sâu. BNG nè, BNG cổ phiếu này hôm nay có tăng,
một yếu tố sáng sớm tăng khối lượng vào cực kỳ tốt nha. Nhưng khi mà tăng gặp kháng cự đó thì nó cũng sẽ rất khó để bứt phá ngay, mà nó gặp vận động trường chung xấu nữa thì nó cũng bị bán ngược là rất là lớn. Thì nhưng mà cổ phiếu này thì dao động nó lớn anh chị đó. Với ri nè, hôm qua là con ri là những con mà đi trước anh chị, chỉ cần thị trường chung nó đạp nhịp cái con này đi tiếp ha. Đấy, những con này cực kỳ yếu, cho nên sau này anh chị mình đánh ấy, thì mình cũng chọn lọc nhỏ cổ phiếu nào kênh trên xu hướng đi lên ha. Còn những con kênh dưới ấy, anh chị thấy nó rẻ đi mình mua vào, nhưng thị trường chung gãy, thị trường chung giảm nhẹ thôi, bắt đầu những con đó lăn ra sàn hoặc là giảm rất là nặng nè, đó là những một cổ phiếu yếu. Còn ngược lại trường chung tăng hay trường chung hồi nó cũng không hồi đấy, nên anh chị mình nãy thay đổi những cái tư duy về cổ phiếu rẻ, cổ phiếu yếu ha. Đó, Vinhome đúng không? Đấy, anh chị thấy Vinhome không? Vinhome một cái nhịp mạng máy nó tích lũy lại được, siết một cái nền cũng tương đối tốt ở trong giai đoạn, thậm chí là đến giai đoạn 2:20. Thì nhưng mà cổ phiếu như Vinhome nó vẫn giữ, nó vẫn neo ra được những cái nền tích lũy khá là tốt đúng không? Đó. Nhưng mà cuối phiên nhà tạo lập họ đạp những chỉ số phái sinh, thì họ cũng tận dụng họ lấy những cái cổ phiếu như là Vinhome này, họ lấy ra họ cũng đạp theo ha. Nhưng mà anh chị thấy này, anh chị thấy khối lượng không? Khối lượng nó khác biệt so với những cổ phiếu nhắc bây giờ, so với những mà cổ phiếu như là BVH này đó. BVH cũng là một cổ phiếu trụ, nhưng mà đó sự khác biệt đúng không? Đấy, Vinhome này thì chỉ là những yếu tố mà nó đạt những giá nó bị trượt thôi chị, hoặc là nó không có một cái yếu tố về cái lực cầu nó vào nó ứng, thì cổ phiếu này nó bị lăn ra những vùng giá sàn trong phiên ATC anh chị ha. Đấy, cho nên những cổ phiếu này á, anh chị mình còn cầm á thì nó cũng đang về hỗ trợ này, thì cũng canh những nhịp hồi phục và cân bằng giai đoạn phía sau ha. Đó, VIX này, đấy xu thế kênh dưới, nhưng mà cổ phiếu mà giảm điểm mà khối lượng lớn như này anh chị có rủi ro đó, như thế không, một biên độ giảm này, quá trình mà nó tích lũy đáy không có đạt á, khối lượng còn lớn á thì chỉ chung giảm, nhưng con này sẽ gãy tiếp đó, nó như thế ha. Hoặc là những mà cổ phiếu như Vinamilk đúng không? Đấy, nhưng mà cổ phiếu yếu, khi mà thị trường nó có sự nhạy cảm thì nó sẽ, cổ phiếu này sẽ càng yếu hơn đó. Hay đứa đúng hơn là VRE, thì VRE hôm qua ông này cũng làm cái sàn trước rồi gì, thì hôm nay nó cũng về cũng hỗ trợ đấy trước nè, thì nhìn chung ấy, nó cũng cân bằng lại thôi, nhưng mà sáng nay nó mà gấp up lên ấy, thì cũng là những tín hiệu mà chị cũng căng mình hạ ra đấy. Thì nhưng mà cổ phiếu này chúng ta phải chờ một nhịp sâu thôi, thì rất có thể khi mà dường chung nó có những yếu tố mà nó biến động lớn, những con này sẽ đạt một nhịp nữa và nó tạo những điểm spring ấy đó. Thì sau này đây cũng là những cái cơ hội chị tham gia, khi mà tạo những điểm spring là những điểm rũ bỏ cuối cùng, hay nói đúng hơn là cái điểm đạt khủng, những điểm hỗ trợ, thì đó những áp lực mà chị mình kẹp hàng phía trên này, mình bán sẽ rất là lớn đấy. Cho nên chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái cơ hội ở giai đoạn sóng sâu ha. Còn hiện tại nhìn chung cái dư địa nó không còn nhiều chị đó, các cái dòng, các cái mã cổ phiếu nó cũng chạy hết những cái chu kỳ, đặc biệt nhưng mà cổ phiếu như dòng chứng khoán này nọ đấy. Tiếp theo là dòng cổ phiếu dòng dầu khí ha. Thì đối với dòng dầu khí ấy, thứ năm thứ sáu tuần trước là những cái lúc mà em nói với chị mình tận dụng họ cơ cấu ra đi. Tại vì sao? Những yếu tố mà em đã thấy là những cái nhịp mà nhà tạo lập tổ chức họ rũ bỏ là nặng là gì. Những chị mình bây giờ mình còn nói là giá dầu thế giới tăng, nhưng mà những con này nó không tăng thì đó là bình thường anh chị. Quan trọng đây là những mà cổ phiếu đầu cơ thì nó vẫn mang cái yếu tố về nhà tạo lập, nó mang cái yếu tố về đội lái, nó vẫn mang cái yếu tố về quan hệ về cung cầu đó. Bây giờ cái ý chí nhà tạo lập họ không muốn đánh lên, ý chí đội lái họ chưa rũ bỏ được sự đu bám chị mình, thì cái việc mà giá dầu nó tăng ấy nó cũng bình thường anh chị đó. Nhìn thấy đây nè, những cái phiên mà rũ bỏ trước của những mà cổ phiếu như BSR, khi một phiên rũ bỏ khối lượng lớn ấy, thì một nhịp hồi là chị nên cơ cấu ra. Còn để như ngày hôm nay ấy, thì cho bắt đầu nó hơi muộn anh chị, bắt đầu nó hơi muộn rồi. Từ những cái nhịp mà nó rũ ra, từ những cái điểm nền anh chị, hôm nay mua dưới vùng giá 21 ấy, bây giờ giảm về 18.9, 19 là anh chị đầu mắc hai giá, mắc rẻ khoảng 14-13% rồi đúng không? Lá là nặng đối với những mà cổ phiếu như là BSR ha. Đấy, cho nên cơ cấu như thế nào ấy, mình phải đúng thời điểm, phải đúng điểm, đúng nhịp anh chị. Còn tránh những trường hợp mà chị bị lỗ quá nặng đi, cứ 4% mình hạ một nửa, 8% mình cắt hết đó. Còn đến thời điểm hiện tại em đánh giá thị trường chung nó rung rắc, nó rụ, nó nhạy cảm như hôm nay, thì cũng là những cái cơ hội cho nhà tạo lập họ đạp, họ rơ gom những lượng hàng đối với dòng cổ phiếu dầu khí. Dòng dầu khí nó chưa chạy hết chu kỳ anh chị, em chắc chắn dòng dầu khí nó sẽ chưa chạy hết những cái chu kỳ của cổ phiếu, nhưng mà cái quá trình nó rung rũ là bắt đầu chị phải hạ ra trước cái đã. Cứ rung rũ là bắt đầu phải hạ, khi nào cổ phiếu nó cân bằng lại thì đánh sâu đúng không đó. Và chúng ta sẽ chờ một cái cơ hội cực kỳ lớn đối với dòng dầu khí ở một giai đoạn tới đó. Có thể nhưng mà cổ phiếu BR đi, nó về là những vùng 18-19, nó sẽ tích lũy một giai đoạn cân bằng lại, thì nhịp phía sau chúng ta sẽ chú ý cực kỳ kỹ dòng cổ phiếu dầu khí ha. Đây là mô hình gì? Gãy nền vũ này chị, mô hình gãy nền vũ nè, em sẽ lấy lại dữ liệu trong quá khứ nha chị mình xem ha. Đấy, mô hình gãy nền vũ nè của cổ phiếu nè, hay BVS sẽ rõ hơn rất nhiều nè. Đấy, khi đoạn sóng trước ấy thì mình cũng đánh khá là lớn, nhưng mà cổ phiếu này trong giai đoạn mô hình gãy nền vũ giai đoạn mà năm 2020 ấy, đó mô hình tích lũy lớn là gì, cái sự đu quá chị trong giai đoạn tích lũy này quá nhiều, thì giá không, thị trường chung nó có một nhịp mà nó mở biên giảm nè, khi nhưng mà cổ phiếu này cũng tận dụng nó rủ anh chị mình ra, thì hầu như sự đu quá chị mình đã bị rủ hết trong cái giai đoạn rủ này đó. Và sau này khi nó hồi phục cân bằng lại nè, nhịp phía sau chính là lúc mà chúng ta đánh đó, như thế không, nhịp phía sau chính là lúc mà chúng ta đánh ấy. Đó, cho nên chúng ta phải nhìn được những cái cơ hội
chứ không phải là à, giờ thấy thị trường giảm là đâu đâu cũng rủi ro, không phải đâu chị ha, ấy cứ hãy chờ đợi thôi. Còn đã thời điểm hiện tại bắt buộc phải hạ cơ cấu ra anh chị đó, thì cơ cấu dòng dầu khí là cái dòng cổ phiếu mà em đã báo chị cơ cấu trước ấy. Ấy như cổ phiếu như là BVT cũng vậy anh chị ha, nó cũng đã đạp về những vùng hỗ trợ đỉnh trước này, thì chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp cân bằng của những cổ phiếu dòng dầu khí sau ha đó. Và dòng dầu khí là cái dòng mà nó bị điều chỉnh trước, thì chúng ta sẽ chờ những nhịp nó cân bằng sớm thôi, đúng không? Nó cũng là những cái vùng mà nó rơi vào những trường hợp rất là dễ bị quá bán này. Thì ở ngày mai á, có thể dòng dầu khí sẽ đạp một nhịp trong phiên sáng chung với thị trường, thì lưu ý nha, đừng có bán này nó gì, nhưng cổ phiếu này mấy nó về là những vùng quá bán cái này, cũng tiệm cận là vùng hỗ trợ đỉnh trước cái này đó, thì đừng có bán ra ha, lưu ý. Đấy, nhìn thấy không, BVS BVD là những sự khác biệt con gì, con này càng yếu thị trường giảm nó sẽ càng yếu hơn, lăn ra sàn này dù không có khối lượng mà cũng vẫn sàn, thì nó cho thấy là không có một cái lực cầu nó bảo đỡ giá. Thì muốn mua cũng đừng có vội và bắt sớm, muốn mua gì chờ cân bằng lại test đáy thì vào sau ha. Đấy, đừng có vội mua sớm, mua sớm không phải là hay đâu gì, không phải mua giá rẻ là hay đâu, mà hãy chờ đợi mua thế nào để an toàn nhất, đó là cái phương châm cũng như cái phương pháp VNA chị ha. Đấy, còn cái sai cứ cắt, sai cứ mạnh dạn cắt, đúng không? Em nói với chị mình rồi, con BR nè, hôm trước em hướng dẫn ai mua tại nào đó, sai cứ mạnh dạn cắt ra đơn giản, còn nếu không cắt bây giờ nó còn lỗ nặng hơn đó. Đầu tư mà anh chị, việc đúng sai nó không quan trọng. Đấy, BLC là những con này càng yếu càng đạp thêm, anh chị thấy không? Chị thấy một cái quy luật thôi, nhưng mà cổ phiếu mạnh thì nó còn neo neo là được, nhưng mà cổ phiếu kênh trên xuống lên thì nó còn neo neo lại, còn những con nào yếu thì nó sẽ càng yếu hơn thôi. Đấy, ôi nè, ôi cũng đi khá là xa, nhìn chung cổ phiếu này cũng kênh giữa thôi anh chị đó. Đó với dòng dầu khí ha, trên chúng ta phải chờ đợi. Còn riêng với dòng chứng khoán á, anh chị thấy sự khốc liệt không? Mới hôm mới 6 tuần trước anh chị thấy dòng chứng khoán tăng trần trần mạnh lắm. Hôm nay là hàng anh chị mình chưa về đó, thì ngày mai hàng của chị mình mua đổi, nhưng mà cổ phiếu chứng khoán đó về đấy, thì chúng ta thấy một cái sự khốc liệt của thị trường chứng khoán không? Thị trường chứng khoán không bao giờ là dễ dàng cả. Đấy, những dòng cổ phiếu khi mà không còn điểm mua mà chị mình cố chấp lâu mà mua này, thì hàng ngày mai về chúng ta sẽ chưa biết hơi như thế nào, mà trước tiên đã lỗ là nặng rồi đấy, cho nên cũng phải tuân thủ về cái quy luật thị trường chung là ngày mai. Nhưng mà cổ phiếu dòng chứng khoán nó có bị đạp chung với vận động thị trường trong phiên sáng ấy, thì thôi cũng làm của anh chị mình cũng hạn chế, mình kìm lại cái cảm xúc của mình, đừng có bán tháo, chờ những nhịp hồi phục đỡ một chút, bán gì bán chết tổng tài sản cũng được cải thiện hơn so với cái lúc mà giảm điểm mạnh nhất ha. Cũng hãy lưu ý, và nó cũng đạt về phần hỗ trợ này anh chị đó, hỗ trợ nền này, nền trước là hỗ trợ sau ha. Đấy, hay là VCI đúng không, VCI cổ phiếu này mở biên nó tăng như thế này thì rất khó cho chị mình vào, và khi mà không còn điểm mua anh chị mình cố chấp mua đuổi ấy, thì cái rủi ro sẽ cực kỳ lớn, và nó cũng là một bài học cho anh chị mình thôi, bài học sau này thôi, bài học về điểm mua, bài học tại mua tại nền, bài học tại giải ngân, cách đi vốn đó, nó như thế anh chị ha. Nên chị còn hãy lưu ý SSI đúng không đó, mua thế nào mua tại nền, còn khi mình đã qua cái nền này đã bùng nổ rồi chắc chắn đều không có điểm mua. Đấy, SS cũng như vậy thôi, thì nó cũng đã giảm về lại những vùng hỗ trợ này. Hôm trước em hướng dẫn gì mua tại những vùng 41 ấy, khi nó tăng lên 48 không đi mua mà mình cố chấp lâu mua đuổi ấy, thì sẽ cực kỳ rủi ro, có hàng về thì mình lỗ đấy 5-7 giá là bình thường đó, cũng đã về hỗ trợ chờ nhịp hồi phục lên thì cơ cấu ra ha. Đấy, HCM cũng tương tự như thế anh chị ha, HCM thì nó về là 44 mà nó có hỗ trợ, nhưng mà anh chị thấy yếu tố thị trường chung ngày mai nó đạt phiên sáng ấy, thì nhưng mà cổ phiếu này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều ha đó, những con cổ phiếu sâu thì nó cũng bị thôi. Đấy, đó về dòng chứng khoán ha, cho nên cái sự khốc liệt trên thị trường là rất lớn. Nhưng mà cổ phiếu như RVR anh chị thấy không, trung phiên nó vẫn neo ra được quanh những vùng khá là tốt, nhưng mà thị trường chung xấu, những con này nó cũng bị đạp theo thôi đó, cho nên 80% các mà cổ phiếu nó sẽ vận động tương tự như cái vận động thị trường chung, nó là như thế anh chị. Đấy, KBC này đó, KBC ấy, thì có một vài tài khoản khách hàng mà em hỗ trợ em đánh ấy. Đấy, cái phiên mới xấu là cái phiên mà em bán này, tại vì sao anh chị, cái yếu tố mà khi mà nó có yếu tố đổ tiền vào nó không có kéo lên được, thì đây là những cái phiên mà nó dụ cầu, khi mà những phiên mà nó dụ cầu anh chị mình đu bám rất lớn trong phiên này, thì thường nó sẽ có một nhịp chỉnh đó, thì vô hình chung thị trường chung nó ngày nay nó xấu thì con này nó cũng lên ra sàn luôn, khối lượng khá là lớn ha, thì khối lượng này em thấy là yếu tố mà rất nhiều anh chị mình cũng đang rơi vào trường hợp mình lỗ khá là nặng này đó. Thì cách xử lý như thế nào anh chị, thì cũng tuân thủ theo những gì mà đầu video em nói thôi, thì sáng ngày mai cũng hẹn chơi bán tháo ra, canh hồi cứ cơ cấu đấy, nhưng cổ phiếu yếu ấy, kênh dưới ấy, thì cứ hạ ra trước, những con nào mà nằm kênh trên ấy, thì cứ ưu tiên từ từ mà hạ ra, bây giờ cứ hạ ra trước những tỷ lệ về margin, anh chị nào sử dụng full margin, margin lớn ấy, cứ hạ ra trước cái đã, để giữ những cái tài khoản nó an toàn đấy, hạ thì hạ những con cổ phiếu yếu trước ha, kênh dưới kênh giữa giữ lại những con kênh trên đó. Bất động sản này, dòng bất động sản nó cũng khá là yếu anh chị ha đó, những gì em đã phân tích về dòng bất động sản thì cũng đã nhiều rồi đấy, thì nhìn chung những con như đất xanh này, nhìn thấy không, xu hế này, xu hế kênh dưới ha, một nền tích lũy nè anh chị nào mình tham gia trong một cái nền tích lũy này à, đánh ngắn thôi, hàng T3 vài ông lỗ lãi gì cũng canh hạ ra thì không hạ, bây giờ nó cũng đạp thêm cây sàn nữa, thì những con này phải chờ những nhịp phía sau anh chị đó, khi nào nó cân bằng lại được thì mới chơi sâu, còn bây giờ sẽ chưa vội vào. Nhưng mà cổ phiếu như là đất xanh ha, hoặc là đích g này đó,
cũng rơi khá là nặng đúng không, nhưng mà con này vùng chia đáy dưới cũng là những điểm hỗ trợ tương đối tin cậy ấy. HDC ha, HDC nó cũng rơi anh gì, những cái biên độ mà nó rất tỷ lệ mà dao động lớn này, không có xiết được cái nền mà khối lượng lớn như này là cực kỳ rủi ro ha, cho anh chị mình mua ha. Đó, có khăn điện thâu hôm nay là nó ổn cái gì ổn đấy, còn nhìn chung tổng thể cái dòng cổ phiếu của bất động sản nó cũng tương tự với các hoạt động thị trường chung thôi. Đó, có Nam Từ Liêm nay cũng bị đạp ngược trở lại ha. Đấy, tiếp theo này chúng ta sẽ nhìn qua những mà cổ phiếu của dòng phân bón và dòng thép ha, thì nó cũng rất là dễ rơi sàn. Những dòng cổ phiếu thép ấy là những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao đó. Thì đầu tiên là HG, HG là những cái vùng mà nó tốt lý định, thì em cũng đã có những cái điểm mà em lấy vị thế dành cho hệ thống em đúng không đó. Thì khi mà anh chị thấy một cái nhịp mà nó đạt ngày hôm nay ấy, thì những con này cũng rơi thôi đấy, thì mình cũng nhanh tay mình cũng cơ cấu mình hạ ra đó, thì mình cũng báo thì mình cũng hạ ra đối với nhiều cổ phiếu như là HG là sớm ha. Còn những chị nào mình không hạ ra được ấy, thì mình cũng đừng có quá mà lo lắng đâu. Những anh chị nào mình không bán được thì cũng không cần phải quá lo lắng, thì ngày mai sáng nó sẽ đạt một nhịp nổi trong phiên sáng và chơi nhịp hồi phục trở lại, thì đó là cái lúc mình chỉnh cơ cấu ra ha, hãy lưu ý hãy cơ cấu ra đấy. Còn là năm kim đúng không đó, em thấy cái lúc mà năm kim mới lăn ra sàn ấy, à, là mình cũng vội mình qua mình bán luôn HSG, tại vì nó cũng chung là chung một cái dòng đó chị, và ở dưới nhìn thấy năm kim nó còn cái gáp này đấy, có thể ngày mai quay về lắp hẳn cái gáp này luôn, thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi những sự cân bằng trở lại đối với dòng thép cũng như đối với hoạt động thị trường chung ha. Đấy, thì cái đó khi sẽ tạo cái chặng sóng mới đó, HBG cũng tương tự, thì cứ chờ hồi thì muốn cơ cấu gì cơ cấu ha. Đối với dòng thép thì dòng phân bón cũng vậy đó anh chị, bây giờ mặt bằng chung cổ phiếu nào cũng lăn ra sàn cả, nhưng mà những cái biên độ mà anh chị thấy cái yếu tố về khối lượng ấy đó, thì nhìn chung DPM nó cũng đỡ hơn rất là nhiều, hoặc là nhưng mà cổ phiếu như DCM nó cũng đã đau trước rồi chị ha, những phiên giảm điểm khối lượng lớn này anh chị thấy khi mà cổ phiếu nó có một nhịp giảm điểm khối lượng lớn á là bắt đầu chị phải hạ, bắt đầu chị phải hạ ra như thế BR giảm điểm khối lượng lớn này, BVS này giảm điểm khối lượng lớn này, hoặc là nhưng mà cổ phiếu STG này giảm điểm khối lượng lớn này đó, là bắt đầu tín hiệu rủi ro là có, thì lúc đấy là cái lúc mà chị bắt đầu à, có thể hạ cái một nửa cũng được, cứ hạ ra cũng được, còn một nửa còn lại thì thị trường nó có giảm cổ phiếu nó có xấu thì cứ hạ ra hết đấy. VRE đúng không đó, những cái biên độ cổ phiếu này rất là lớn á chị ha đấy, nhưng mà nhìn chung con này nó bị đặt trước thôi, bây giờ cũng về hỗ trợ thì gì nào canh hồi sáng này không hồi được thì cũng rất là khó cho mình xử lý đúng không, hiện tới ba về không ổn mình cũng phải mình rút ngay. Đó là cái video ngày hôm qua cũng như cái phiên giao dịch ngày hôm qua em đã bán rất là sớm con VRE đó, tránh cái trường hợp mà mình khó xử lý gì đấy. Viết cũng vậy nè, thì dòng chủ em cũng đã phân tích với chị mình rồi ha. Đó, FRT em qua làm cây như là chồng thì hôm nay nó đạp lên cây sàn đó, cho nên cái sự khốc liệt của thị trường chứng khoán ấy rất là lớn anh chị, thị trường chứng khoán không bao giờ là dễ dàng cả đâu ha. Đấy, đó là với cái mặt bằng chung dùng cổ phiếu, thì hầu như ấy, anh chị mình thấy cổ phiếu nào nó cũng lăn ra những vùng giá à 0,4% thì cũng 6% đấy, 0,5% thì cũng lăn ra giá sàn đó, đó là cái tổng thể vận động của thị trường chung. Nhưng sẽ có những mặt cổ phiếu anh chị quan sát được, sẽ có những mặt cổ phiếu ưu tiên anh chị mình hạ ra trước, và ngày mai em nhắc lại là thị trường có giảm điểm đầu đầu phiên sáng tiếp nối áp lực bán trong phiên chiều ngày hôm nay ấy, thì cũng lưu ý đừng bán tháo, muốn bán gì chờ hồi phục lại bán và mua ngay đỉnh, hoặc là anh chị nắm nhưng mà cổ phiếu ngay đỉnh ấy, trong cái quá trình đầu tư phía trước, trong cái con sóng em đã trải qua rồi, mua ngay đỉnh sẽ không bao giờ chết, nhưng mua sau đỉnh mới là chết nặng nhất, cho nên anh chị cũng hãy lưu ý ha. Đó, và ở góc độ là thị trường tuy ngày nay nó mở biên nó giảm lớn nhưng mà yếu tố về khối lượng nó không có bị bùng nổ, thì nó cũng là một cái góc độ nó tích cực đó. Nhưng để anh chị muốn mua mới lại thì đừng có vội, chờ nhịp thị trường cân bằng lại thì hãy mua sâu ha. Đó, mua gì thì có phải mua tại những điểm cân bằng đấy. Thì video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, một chút nữa vào lúc khoảng 8 giờ em cũng có một cái khóa học thì em sẽ lên hỗ trợ tiếp cho hệ thống khách hàng học viên đó, thì hãy sẽ hẹn gặp lại chị mình ở trong cái phiên giao dịch ngày mai và phiên video ngày mai ha. Hãy lưu ý luôn giữ trạng thái của mình bình tĩnh nhất, đừng hoảng loạn trong lúc mình lo sợ và hành động sai trái ha. Xin chào cả nhà.